sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Like, chào mừng anh em quay trở lại với Solar Channel. Và trong video này thì mình sẽ bay thử cái con Flycam, đó là Flyme X8 SE phiên bản 2022, phiên bản mới nhất. Thì với phiên bản này đã là cái dòng phiên bản thế hệ thứ 3 của cái dòng Flyme X8 rồi các bạn, nâng cấp rất là nhiều so với từ cái thế hệ đầu tiên. Video lần trước mình mở hộp mình cũng đã có khái quát lại một số những cái điểm nâng cấp. Đang nói đến đó là cái camera đã có cái chất lượng ghi hình tốt hơn. Vẫn là cái chất lượng 4K 30 frame nhưng mà cái cảm biến xử lý hình ảnh nó đã được nâng lên thành 1/2 in so với cái bản là 1/2.6 in của cái bản thế hệ 2020. Thêm nữa là khẩu độ cũng đã là f1.6 đã mở lớn hơn. Và rõ ràng là chất lượng hình ảnh, chất lượng ghi hình của cái con này nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ test về cái chất lượng camera thôi các bạn nhé. Bay thử xem thử cái độ kháng gió như thế nào. Còn ở video sau thì mình sẽ test bay xa và bay cao sau. Nói về độ kháng gió thì có lẽ là Flyme X8 SE là một trong những chiếc flycam có cái độ kháng gió tốt nhất trên thị trường hiện tại. Bởi vì kích thước nó quá là lớn, nặng, đầm. Thêm nữa là cái động cơ cánh quạt rất là khỏe luôn. Nếu như các bạn bay ở cái môi trường ngoài biển mà có gió vừa vừa thì gần như là thậm chí gió lớn hơn một chút thì cũng không hề ảnh hưởng. Bởi vì là theo như cái thông số, cái mức độ kháng gió của cái con flycam này thì kháng gió ở cấp độ trên cấp độ 5, tức là cái vận tốc gió có thể là đạt trên 10 m/s, thì con này vẫn có thể là kháng gió tốt và chịu lực tốt, đứng yên vị trí rất tốt. Bởi vậy nên là Flyme X8 SE là một chiếc flycam mà mình nghĩ là phù hợp với những người mà chúng ta thường xuyên bay ở những môi trường ngoài biển hay là trên rừng, trên núi bay nhiều, có gió lớn thì chúng ta chọn con này thì khá là ok. Chất lượng camera 4K 30 frame như thế này thì các bạn có thể so sánh với chính cái phiên bản đó là Flyme X7 2020 và so với cả con Mini 2 của DJI luôn thì mình thấy là hoàn toàn nhỉnh hơn các bạn ạ. Chất lượng màu rõ nét và cái độ sáng ít noise và nó màu nó mịn hơn. Ngoài những cái nâng cấp về camera thì Flyme X7 2022 còn được nâng cấp về cái công nghệ truyền sóng khá là tốt. Phạm vi bay cao tối đa là 800 m, một cái thông số chưa từng có ở bất kể một chiếc flycam nào trước đây. 800 m thì hoàn toàn chúng ta có thể bay lên rất là cao và có thể chạm tới những cái tầng mây. Cái phạm vi bay xa của nó thì cũng có thể đạt được theo như hãng đưa ra là tầm khoảng 10 trên dưới 10 km, thì là một cái phạm vi cũng rất là xa rồi. Flyme X8 SE thì có một cái mức giá nó ngang ngửa so với Mini 2. Hiện tại thì bản đơn của nó tầm 12 triệu, còn Mini 2 thì bản combo của nó tầm khoảng 14-15 triệu đó, thì nếu chúng ta thêm pin thì có thể là mức giá nó bằng Mini 2. Bởi vậy nên là nó một cái mức giá khá là cạnh tranh và gần như là những thông số của chiếc flycam này cũng khá là cạnh tranh với Mini 2. Mỗi con thì nó sẽ có những ưu nhược điểm riêng. So với Mini 2 thì cái con Mini 2 nó sẽ có những cái tính năng thông minh nhiều hơn và bổ trợ cho những cái góc quay video nó đa dạng hơn. Tuy nhiên thì Flyme X7 lại cho cái độ đầm, độ khỏe, kháng gió tốt. Đó, cái đó là cái mà rất là quan trọng và mình cũng rất là thích. Nhìn vào chất lượng camera như thế này thì các bạn thấy là tương đối là ổn đúng không các bạn? Có thể sử dụng tốt trong công việc. Các bạn có thể là quay khảo sát công trình, quay những cái cần phải theo dõi những cái vật thể, những cái đối tượng ở dưới mặt đất thì chúng ta có thể là nhìn rõ này, độ chi tiết rõ này. Và nó cũng hình ảnh của nó thì nó không có bị sượng, ít noise. Và nói chung chất lượng 4K 30 frame như thế này là quá ổn cho các bạn, cảm biến 1/2 in. Mình thấy là nó nhỉnh hơn so với cái chất lượng cam của Mini 2 đấy. Còn nếu mà so với những cái phân khúc flycam cao cấp hơn thì chúng ta không so được rồi. Savannah.